Xin được mến chào quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Nguyễn Ô Tô. Và nếu anh chị em và các bạn là người lần đầu tiên xem kênh, có thể bấm nút like đăng ký kênh để được xem và cập nhật thông tin mua bán ô tô cũ hàng ngày. Địa chỉ của mình ở 17 Phạm Hùng, nhân đối diện bên bến xe Mỹ Đình. Và xin giới thiệu với anh chị em và các bạn, bên mình hôm nay vừa về chiếc xe Wildtrak đời 2019 bản 2.0N nhé. Biturbo nhé, bản 2 cầu anh chị em các bạn nhé. Xe lướt chỉ chạy hơn 3 vạn thôi, xe rất đẹp. Địa chỉ của mình là 17 Phạm Hùng nhé. Mình sẽ review chiếc xe này cho anh chị em các bạn có xem nhé. Vành là vành 18 inch đa chấu cho 4 nốt của nguyên bản theo xe nhé. Nốt Brixton anh chị em các bạn nhé. Ốp mang cá bên hông trái nhé. Biturbo nhé, rất là đẹp nhé. Hai bên đều có ốp hết. Rất là khỏe. Ford là biểu tượng đến từ nước Mỹ nên xe rất là mạnh mẽ anh chị em các bạn nhé. Đèn là đèn hệ bóng chiếu xa projector kết hợp với halogen nhé. Đèn sương mù cũng khá là tinh tế anh chị em các bạn ạ. Mặt ca lăng rất là khỏe rồi, nó rất là phù hợp cho đi các đường đồi, đường núi, đường trường nhé. Xe biển Hà Nội anh chị em các bạn nhé. Cảm biến trước này, cảm biến quanh xe nhé, mắt cảm biến quanh xe nhé. Ốp mang cá này rất là đẹp, bên hông phải này. Đấy, 4 nốt còn nguyên bản theo xe nốt Brixton nhé. Bên mình sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ với các tiêu chí như xe không đông đụng, xe không ngập nước này, khung gầm máy móc này. Rồi tất cả các chi tiết giấy tờ an ninh nhé, bên mình sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ cho anh chị em các bạn thì rất là yên tâm nhé. Địa chỉ của mình ở 17 Phạm Hùng nhé. Vẫn là các chi tiết keo chỉ không mất một phân nhé. Ghế chỉnh điện nhé, 8 hướng anh chị em các bạn nhé. Ghế chỉnh điện nhé, rất là tiện dụng, xe mình đang lổ máy rồi. Đấy. Xin mời anh chị em và các bạn cùng vào khoang lái để khám phá chiếc xe Wildtrak này, nó đẹp như nào nhé. Hộp số 10 cấp AT anh chị em các bạn nhé. Hộp số 10 cấp AT nhé, cần số gần như là mới nhé. Xe chỉ chạy hơn 3 vạn. Đây ô đô hơn 3 vạn anh chị em các bạn nhé. Ô đô hơn 3 vạn nhé. Màn hình DVD nhỏ nhỏ xinh xinh nhé, đã kết hợp với Bluetooth nhé. Radio FM AM này, định vị đường này, bản đồ anh chị em các bạn nhé. Điều hòa hai vùng độc lập nhé. Nút đề lỗ start stop này, các chế độ này, cảnh báo va chạm này, khởi hành ngang dốc này, hỗ trợ đổ đèo này, cảnh báo trơn trượt nhé. Đấy. Hộp số là hộp số 10 cấp, phanh thì vẫn là phanh kéo tay, chưa có phanh điện tử anh chị em các bạn nhé. Ghế da lô, ghế da màu đen nhé. Táp ni rất là mới, táp lô táp ni này. Gương chiếu hậu chống chói anh chị em và các bạn nhé. Chủ cũ rất là giữ gìn và đã lên trần 3D anh chị em các bạn nhé. Rất là đẹp nhé. Đấy, trần 3D đấy. Mình sẽ quay chi tiết. Xin mời anh chị em và các bạn cùng ra khoang đằng sau để mình khám phá chiếc xe Wildtrak này rộng đẹp như nào. Vẫn là các chi tiết không cánh sau này, keo chỉ không mất một phân nhé. Ghế đằng sau cũng khá là rộng nhé. Có cổng sạc 12V nhé. Cổng sạc 12V này. Trần 3D chủ cũ rất là giữ gìn nhé. Xe này đang được rất là hot nhé anh chị em các bạn nhé, bản 2 cầu nhé, bản 2 cầu như Biturbo nhé. Và chủ cũ đã lên thùng rồi anh chị em các bạn nhé, đỡ tốn tiền để lên thùng nhé. Cảm biến quanh xe này, đấy, 4 mắt cảm biến nhé. Xe rất đẹp, rất thể thao. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video nhé. Để mua chiếc xe lướt như thế này thì anh chị em mình đỡ được rất là nhiều tiền thuế nhé. Chiếc xe này mình xin được phép được báo giá là 810 triệu nhé. Giá mùa dịch bên mình còn đao lửa nhé. Để làm sao anh chị em và các bạn đến đây và xem xe được với nhau nhé. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video nhé. Nếu anh chị em và các bạn là người lần đầu tiên xem kênh, có thể bấm nút like, đăng ký kênh. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn rất là nhiều nhé.